Và thuận theo lời Đức Thầy đã chỉ dạy, bây giờ chúng ta đã quy y đạo Phật. Và do sự thành tâm cầu nguyện, thì em sức khấn vái của anh chị em trong đạo cầu nguyện cho vong linh người chết được siêu sinh nơi khỏi thọ. Với nghĩa cử cao đẹp này, chúng tôi thay lời gia đình xin chân, chúng tôi thay lời ban tổ chức cũng như cô Tám chân thành đa tạ, và cũng không quên cầu nguyện ân trên mười phương chư Phật quay linh tổ thầy, chư vị sơn thần, chư vị năm non bảy núi đồng gia hộ toàn thể liệt quý vị bồ đề tâm vững chắc tinh tấn tu hành đến ngày giải thoát. Thưa quý vị, trong buổi cầu nguyện hôm nay, vì phần đông người muốn cho phần thống nhất trang nghiêm, thì chúng tôi xin mạn phép điều hành. Vậy giờ cầu nguyện đã được bắt đầu, kính mời đồng xê về bên trong làm lễ trình nghi thức. Mời hướng tâm cửu nguyện thất tổ kính ba sáng. Tri đến hướng tâm về ngôi tam bảo kính ba sáng. Và hướng tâm về chân dung đức thầy, đồng kính đức thầy. Nghi thức bên trong nó xong, kính mời đồng xê theo phía trước. Mỗi vị hướng tâm về bàn thông thiên kính ba sáng. Kính thưa quý liệt vị, phần nghi thức đã xong, cho đến là phần còn nguyện nơi bàn Phật ba lượt. Kính mời đồng hướng tâm về bàn Phật kính ba sáng. Kính mời quỳ. Đồng chắp tay nơi linh chán, thành tâm nguyện. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Phật Tổ Phật Thầy. Nay chúng con thành tâm cầu nguyện cho cô Võ Thị Đồng hưởng thọ 80 tuổi. Nhờ ơn Đức Phật từ bi cứu độ vong linh, được thoát chốn mê đồ giáng sanh miền cực lạc. Mời xá, tỉnh đồng đứng. Mời xá tiếp một xá đồng thông hương. Mời quý vị ban đang đắp hương. Ở trong khi chờ đợi cảm ơn, kính mời quý vị chắp tay và ngực niệm Phật để chúng ta giữ phần chánh niệm. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Phần cảm ơn đã xong, kính mời xá đồng quỳ lễ bốn lại. Thành tâm đảnh lễ Nam mô A Di Đà Phật. Thành tâm đảnh lễ Nam mô A Di Đà Phật. Thành tâm đảnh lễ Nam mô A Di Đà Phật. Thành tâm đảnh lễ Nam mô A Di Đà Phật. Và xong bốn lại đồng đứng. Kính ba sáu chính giữa niệm Nam mô A Di Đà Phật, bên trái Nam mô Đại Thế Chín Bồ Tát, bên mặt Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Thứ đến cầu nguyện lượt thứ gì mà quý vị hướng tâm về bàn Phật kính ba sáu. Kính mời quỳ. Đồng chắp tay lên lên trán, thành tâm nguyện. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Phật Tổ Phật Thầy. Nay chúng con thành tâm cầu nguyện cho cô Võ Thị Đồng hưởng thọ 80 tuổi. Nhờ ơn Đức Phật từ bi cứu độ vong linh, được thoát chốn mê đồ giáng sanh miền cực lạc. Thành tâm đảnh lễ Nam mô A Di Đà Phật. Thành tâm đảnh lễ Nam mô A Di Đà Phật. Thành tâm đảnh lễ Nam mô A Di Đà Phật. Thành tâm đảnh lễ Nam mô A Di Đà Phật. Và xong bốn lại đồng đứng. Kính ba xá y như trước. Tiến đến cầu nguyện lượt sau cùng, mời quý vị hướng tâm về bàn Phật kính ba xá. Kính mời quý vị.
đồng chắp tay đưa lên trán, thành tâm nguyện. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Phật Tổ Phật Thầy. Nay chúng con thành tâm cầu nguyện cho cô Võ Thị Đồng hưởng thọ 80 tuổi. Nhờ ơn Đức Phật từ bi cứu độ vong linh, được thoát chốn mê đồ giảng sanh miền Cực Lạc. Thành tâm đảnh lễ Nam Mô A Di Đà Phật. Thành tâm đảnh lễ Nam Mô A Di Đà Phật. Thành tâm đảnh lễ Nam Mô A Di Đà Phật. Thành tâm đảnh lễ Nam Mô A Di Đà Phật. Và xong bố lại đồng kính, kính ba sáu y như trước. Nam Mô A Di Đà Phật. Một phần thì mới chết xong, kính mời quý vị đồng xe bên trong đàn để trình nghĩa. Mời những tâm cửu viện thất tổ kính ba sáu. Thì đến hướng tâm về ngôi tam bảo kính ba sáu. Vì hướng tâm về chân dung với thầy, đồng kính với thầy. Vì thức bên trong đã xong, kính mời đồng xe ra phía trước. Mời quý vị hướng tâm về bàn thông thiên kính ba sáu. Sau cùng hướng tâm về bàn Phật kính ba sáu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa chị, cùng đã xong. Một lần nữa chúng tôi thay lời ban tổ chức cũng như cô Tám chân thành đa tạ cùng toàn thể quý cô bác và anh chị em, và cũng kính chúc quý vị được an khang trường thọ để giữ đạo hành đạo chờ thầy, chừng nào thầy lại gia trung thì trong bổn đạo bóng tùng củ tre. Và kính lời mời quý vị còn hai thất nữa, mời quý vị cũng nhín thì giờ quý báo đến cầu nguyện cho cô Võ Thị Đồng. Ban tổ chức chân thành đa tạ. Nam mô A. Đây là tầng thất thứ năm cho cốt đồng. Tầng này thì vẫn do bên bộ phận của nhóm mình phụ trách toàn diện trong cái việc là nấu nướng đại đằng. Và buổi đãi hôm nay là buổi cơm do chị Sang ở đây phụ trách. Và phía sau này thì là nước. Đây là cái này là nước, này là gọi là cái đó là mũ chôm hay là ấy, mũ chôm hay là gì, hay gì lư hả quậy? Ừ, bên đây là cái này là bánh lọt, bánh lọt. Lần này mình đãi hai món luôn, cái này thì đãi xài chứ ba xài. Chị, đây là chị ba và chị hai, trưởng tử của bác hai. Chị hai là trưởng tử nữ của bác hai, chị ba là thứ nữ trưởng của bác hai á. Đây là đội ngũ anh em anh Nghĩa, Nghĩa chiên bánh tiêu. Tiêu đại tài nó khéo cực kỳ ha. Lắc đảo là ra cái miếng bánh liền ha. Nhìn bén cực kỳ chưa? Quay cái vàng xăm quá chưa? Vàng xăm quá mới đẹp. Rồi đồ đi qua bên quay bên cái khâu làm bún bên kia. Khâu bên đây là cái khâu đãi bánh bò đặc biệt. Bánh bò hay bánh bèo chị Năm? Đây là bánh bò nước cốt dừa nha. Cái mùa này mà ăn bánh bò nước cốt dừa là cực kỳ mạnh luôn. Rồi, câu này là câu rau củ làm phụ tất cả chương trình.
phần rau củ và những cái cải xà lách này lát nữa là chuẩn bị ăn bún. Bữa nay là sẽ có bún cua. Bún cua. À. Chuẩn bị sẵn. Đây là trà đường, trà đường. Ai sẽ hết? Lấy đường cái đó hết. Hết thì mua đường thêm. Rồi. Đây là từng thất thứ năm của cô Út Đồng. Nam mô Bổn Sư. Chờ khoảng chừng 9 giờ là bắt đầu mọi người sẽ dùng cơm. Lễ chính thầy.